Rồi từ đây sẽ đổi thêm trích này với lại mấy cái con bài này, không phải về sân chơi được thêm 8 con bài, thì sẽ được thêm cái 8 con bài. Bây giờ anh em sẽ chơi một cái game, trong đấy thì em sẽ là dẫn bốn con, anh sẽ dẫn bốn con, sau đó chúng ta sẽ cộng điểm của từng con lại với nhau. Nếu em số điểm của em là trước của anh, em sẽ thắng tập tiền này. Nếu số điểm của anh là lớn của em thì sẽ giữ lại tập tiền này nha. Ok rồi, thì tất nhiên là chúng ta xào bài đi chơi ra. Rồi thì cái game này, cái game này thực chất thì nó cũng là game khá là vay dụng thôi, nhưng mà anh cũng muốn chơi cho nó một cách là kiểu công bằng, và cách là bây giờ nó sẽ có một cái hay là như thế này, đấy là sau khi em kéo lên như này rồi ấy, thì em sẽ là chính em là người quyết định tất cả các thứ luôn, tức là em là người quyết định những lá thuộc về em cũng là người quyết định những lá thuộc về anh, và em cũng là người quyết tất cả cái nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chọn lá nhé. Bây giờ trước tiên thì để trước khi bây giờ anh có hai chia trước đây lá, một trong hai lá này chọn được cái em rất nhiều đặc quyền. Rồi mình sẽ để đây nhé. Ok, đó là lá sẽ để nó như này. Rồi tiếp tục mình lần nữa đi, hai lá này anh chọn lá nào để em đây quá. Ok, bây giờ coi đi, có hai lá đi, bây giờ mình tạm thời bỏ qua chút xíu, bây giờ mình sang camera đi cho họ thật. Bây giờ em có hai lá này đó, em chọn một lá nào rồi bên này, bất kỳ lá nào cũng được. Rồi các chuyện cũng thay đổi không có. Rồi tiếp tục ở đây con này lại rồi chọn bất kỳ một lá nào về phía bên này, các không có thay đổi không không có đó. Và bây giờ mỗi bên có hai lá rồi thì bây giờ tiếp tục cái này đi. Bây giờ anh có hai lá này đi đó, bây giờ em sẽ chọn, có thể sẽ chọn một lá để phía bên em, hoặc em có thể ô được cả hai lá để phía bên em luôn, tùy em nhé, tùy em đó. Bây giờ với này rất là đá luôn các chuyện. Rồi ok, vậy nếu vậy bây giờ sẽ đủ hai lá bốn rồi đúng không? Đó thì bây giờ thì hai lá bọn mình chắc chắn sẽ là phía bên anh chưa. Đấy thì bây giờ anh sẽ xem trước là anh có cái điểm ha, anh thế thì là cái đề tạm mình nhé, anh xem trước luôn cả thời mình nói những cái đề tạm này nhé. Rồi anh sẽ xem trước là bao nhiêu điểm ở đây là có bốn này. Đấy, với 3 là 7, đấy, 7 với lại 7 thì anh có 14, 14 với lại một con già nữa thì mình cần phải tính là 13. Đó, vậy là anh sẽ có tổng cộng 27 điểm, đúng không? Thì đây là những cái con bài, đây là những cái con bài của em. Đó, thì em nghĩ là em sẽ nắm được bao nhiêu phần thắng trong cái trò chơi này. Bao nhiêu là trăm đúng không? Đó, thì người ta nói là người ta hay nói một câu của trò chơi đó này là đừng bao giờ chơi một trò chơi, bất kỳ trò chơi gì với lại hỏi ra đó. Thì từ đầu đến giờ tất cả những lựa chọn là em lựa chọn hết đúng không, là hoàn toàn ngẫu nhiên, em hoàn toàn thay đổi theo ý em, chính xác không? Thế thì cái câu nói là tại sao lại là đừng bao giờ chơi một trò chơi cá cược gì để hỏi ra, bởi vì là khi em chơi ấy, thì gần như cái phần thắng nó sẽ luôn thuộc về ra. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì là khi em nói số điểm của anh là 27, và số điểm của em ấy, dù cái này hơn trăm nữa thì nó vẫn nhọc con này và con này đó, thì em cũng quyết định rồi. Ok, và ra sẽ giữ lại phần điểm này sao đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thực hiện xong chiếc này. Ok,